Để mà tìm ra cái lỗi trong cái mớ bong bong này thì nó cũng thật sự là không đơn giản một chút nào cả. Nhưng nếu các bạn đã nắm được sơ đồ điện đơn lẻ thì các bạn làm cũng không quá khó khăn. Xin chào toàn bộ các anh em thợ mới và những anh em đang muốn học nghề xe điện. Hôm nay mình có một cái ca bệnh nghe thì cũng rất là đơn giản, thế nhưng mà nó lại thường xuyên được bắt gặp trong cái quá trình làm nghề xe điện. Thì cái hiện tượng của cái xe này như thế này, khách hàng tả rằng là bật khóa điện thì đèn đồng hồ vẫn có, ga thì xe vẫn chạy bình thường, đây khóa điện đây, khi bật khóa lên thì vẫn có đèn nhé, vẫn có đèn đồng hồ, chính xác là phải đèn đồng hồ, và vặn tay ga thì xe nó vẫn chạy. Thế nhưng mà cái bệnh của nó là toàn bộ hệ thống đèn còi xi nhan, cả 4 xi nhan luôn, đèn pha và còi đều không hoạt động. Thì cái bệnh này nó cũng thường xuyên xảy ra trong cái quá trình làm nghề xe điện. Cái hiện tượng này hay bắt gặp nhất đối với những cái xe điện mà sử dụng ở cái nguồn điện 12V. Đấy, để cấp cho các cái thiết bị như là đèn còi xi nhan. Cho nên là nó phải sử dụng cái bộ gọi là bộ hạ áp để chuyển từ cái điện áp tổng về điện áp 12V để cung cấp cho cái thiết bị sử dụng điện 12V. Thì hôm nay cũng là một cái bài khá cơ bản, nó sẽ bổ sung cái kiến thức cho các bạn về cái sơ đồ của mạch điện, đèn còi xi nhan, rồi sơ đồ của đổi nguồn. Khi mà các bạn đã nắm được các cái sơ đồ đơn lẻ mà tôi đã hướng dẫn thì các bạn lắp ghép vào con xe này thì nó rất là đơn giản. Thế còn nếu như mà bạn nào mới học nghề mà nhìn cái đống dây lộn xộn này, đây, dây điện đây. Đấy, dây điện đây. Đây. Các bạn nhìn cái đống dây lộn xộn này mà các bạn không có các cái mạch đơn lẻ, các bạn không hiểu được mạch của nó thì các bạn không bao giờ làm được. Mà có làm được thì cũng rất mất thời gian, mà không cẩn thận sẽ xảy ra cái hiện tượng chập cháy. Về các cái mạch điện thì hôm nay tôi sẽ không nói, mà hôm nay tôi chỉ hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra xem nguyên nhân vì sao mà cái con xe này nó lại mất toàn bộ điện của đèn còi xi nhan. Thì các cái bước kiểm tra tuần tự nếu như gặp trường hợp như này các bạn cứ tiến hành thì đảm bảo 100% là đương nhiên kết quả sẽ chính xác rồi, nhưng mà cái tốc độ xử lý nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc là các bạn không nắm được mà các bạn mò mẫm. Bây giờ thì tôi sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn cái cách đo kiểm tra xem cái bộ hạ áp này nó còn hoạt động tốt hay không. Thì đối với con xe này thì cái bộ hạ áp nó được bố trí ở cái vị trí phía dưới này. Đấy, thì cái bộ cấu tạo của cái bộ hạ áp thì tôi cũng nói qua là như ở các cái bài tôi đã hướng dẫn đấy. Thì cái con hạ áp này nó sẽ có 3 dây thông thường nhé. Thông thường thì một dây màu đen này, một dây màu vàng và một dây màu đỏ. Với một số các cái hãng sản xuất thì người ta sẽ có thể người ta sẽ làm một cái màu khác, ví dụ một dây màu đen, một dây màu xanh, một dây màu đỏ. Cái việc mà kiểm tra xem dây màu đỏ là điện áp vào hay điện áp ra, dây màu vàng là cái điện áp là bao nhiêu thì tôi đã hướng dẫn các bạn ở trong một cái bài học lý thuyết cụ thể rồi. Đây còn cái trường hợp này thì mình đã biết rồi, mình nói luôn là cái dây màu đen này bao giờ cũng là điện áp âm này, dây màu vàng là cái điện áp 12V dương 12V để nó từ cái bộ hạ áp đi ra ngoài. Thế còn dây màu đỏ là cái điện áp vào nhé, điện áp tổng trường hợp này là 48V đi vào. Trước hết là bây giờ mình sẽ phải kiểm tra như sau này.
Bước 1 là mình kiểm tra xem cái điện áp vào này, cái của tổng bình ắc quy này nó có để cấp cho cái bộ hạ áp này nó làm việc không đã. Nếu như cái điện áp vào này mà nó không có thì cái bộ hạ áp nó làm sao mà nó làm việc để cho ra điện áp 12V để cấp cho đèn còi xi nhan được. Do đó trước hết là mình phải kiểm tra điện áp vào đã. Thế để kiểm tra điện áp vào thì các bạn sử dụng cái đồng hồ vạn năng nhé. Cái cách sử dụng đồng hồ vạn năng thì mình không nói lại nữa. Đấy, mình đây là mình sử dụng một cái đồng hồ nó có chế độ tự động. Đấy. Thì để đo cái điện áp vào thì cái que đen này các bạn cắm vào cái dây âm chung nhé. Đây các bạn, sau đó các bạn đo cái đầu vào này. 51,6V. Tức là nó đúng bằng cái tổng điện áp của cái bộ ắc quy này khi mà sạc gần đầy. 50V,6V chứng tỏ rằng nó có cái điện áp vào trong này. Đây, ta đo ở bên đầu bên này. Đây, 51,6V. Tức là điện áp nguồn vào có để cấp cho cái con hạ áp này nó hoạt động. Đấy, do đó cái điện áp nguồn là không bị đứt nhé. Bây giờ mình đo điện áp ra nhé. Điện áp 12V được cấp ra bên ngoài. Đây, cái dây đen mình cũng cắm vào cái dây âm chung này. Thế còn cái que đỏ của đồng hồ mình đo vào cái dây vàng này. Đấy, các bạn thấy là có điện áp ra 12V. Chứng tỏ là cái bộ đổi nguồn này nó đang hoạt động tốt. Đấy, nó đang vẫn cho điện áp ra. Thế thì cái việc mà cho điện áp ra như vậy mà đèn còi xi nhan không hoạt động thì nguyên nhân làm sao? Nguyên nhân có thể là cái dây dẫn điện áp tổng 12V từ hạ áp ra ngoài, ra phía ngoài, nó đi lên phía trên, có thể nó bị đứt ngậm. Có thể nó bị đứt ngậm. Thì đứt ngậm thì ta sẽ đo kiểm tra bằng cách như thế này. Bây giờ ta đo thông mạch. Đối với cái đồng hồ này thì nó không có cách, không có cái nút điều chỉnh, nó sẽ chế độ tự động thôi. Các bạn đưa một cái đầu que cầu đầu que đồng hồ vào cái vị trí dây vàng ở đây mà cái vị trí có điện này nhé. Xong rồi lần lên cái dây vàng tổng ở trên này. Đây để tôi sẽ điều chỉnh cái máy quay. Một mớ bong bong thật sự luôn. Để mà tìm ra cái lỗi trong cái mớ bong bong này thì nó cũng thật sự là không đơn giản một chút nào cả. Nhưng nếu các bạn đã nắm được sơ đồ điện đơn lẻ thì các bạn làm cũng không quá khó khăn. Các bạn đã qua hai cái bước là kiểm tra cái điện nguồn điện vào nhá, nguồn điện vào bộ hạ áp đều có, nguồn điện ra từ đầu hạ áp cũng có, chứng tỏ cái bộ hạ áp này nó đang hoạt động tốt, nhưng lại không có điện cấp lên cho đèn còi xi nhan. Vì sao? Thì bây giờ mình sẽ phải đo cái dây 12V từ cái đầu hạ áp này lên phía trên cái đống bong bong này, xem nó có gặp cái vấn đề gì không. Ta đo bằng cách nhé, đối với lại các cái đồng hồ vạn năng mà nó có thang đo thì các bạn phải chuyển về chế độ đo thông mạch. Thế còn đối với cái đồng hồ này thì cái người bán người ta quảng cáo là nó sẽ tự động nhận diện. Thì hôm nay tôi sẽ thử luôn. Thế đây, cái dây vàng nó có một cái trong cái chỗ cái lỗ càng ra này, nó có một cái dây vàng duy nhất thôi dẫn từ dưới lên trên. Thì đấy chính là cái dây mà dẫn nguồn điện 12V lên cấp cho cả cái đống ở phía trên này. Và bây giờ ta sẽ đo nhé, ta đo vào đây. Rồi đây các bạn nhìn đồng hồ. Nó cũng nhảy các cái giá trị nhưng mà chắc là đây là cái đồng hồ tự động, tức là cái có chế độ tự động, như là đây nó đo các cái giá trị, nó không nhận diện thấy thông mạch nên nó đo các cái giá trị gì gì đó. Thì nếu như mà thông mạch thì nó phải hiển thị một cái đèn báo khác,
ví dụ đây nó thông mạch, cái tôi dí hai đầu vào nhau nhé. Đây. Nếu như thông mạch thì nó sẽ báo như thế này. Ở trên này nó có cái biểu tượng thông mạch và cái đèn này nó sáng. Thế còn tôi đo ở đây thì nó có giá trị nhảy đấy, nhưng mà không phải là giá trị thông mạch. Có thể là các cái nó nhận diện thành các cái giá trị điện trở hoặc là trở kháng gì đó mà do tay của tôi nó ở trong người nó tạo ra. Thì cái trường hợp này nó chắc chắn là cái dây này nó bị đứt ngậm ở phía trong, có thể là trong cái khung này hoặc là có thể ở cái phần dưới này. Thì đứt ngậm thì đơn giản là thợ thì ta sẽ tìm cho nó đứt ở chỗ nào và ta đấu nối nó lại là coi như là ok. Đấy. Thì đây cũng là một cái bài rất là đơn giản, cơ bản. Hy vọng là khi mà gặp thì các bạn sẽ xử lý nó nhanh gọn, chuẩn chỉ, không mất thời gian và hiệu quả. Thế còn những cái trường hợp mà đo mà điện áp vào có mà điện áp ra không có thì thay đổi nguồn là sẽ được. Đấy. Hy vọng là cái video nó có ý nghĩa để cho các bạn, nó mang một cái ý nghĩa cho những cái bạn thợ mới hoặc những cái bạn đang có cái ý định học nghề xe điện, hoặc những bác mà tập sửa xe điện thì có thể tham khảo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.